ông Biden tiếp các nguyên thủ quốc gia của Ấn Độ chỉ có mỗi ông này. Mỗi ông này là ngồi dậy. Nên quan trọng là nhưng anh phải dành nhiều thời gian chia sẻ. Mòn lắm cái này thì nó đã nã. Cái ông cố vấn Ninh quốc gia này. Quan điểm mình rất là rõ ràng trong phần mẹ sợ nói nó phải gắt. Dạ ngay đoạn mà cậu cuối cùng cậu biết mà cậu nói là nhưng mà tôi không được tiếng Nga được. Hai ông hai bên ông chưa tin cậy trong khi là chuyện lớn đấy rồi. Mình thì nói thêm với ý là nhưng nó dài dòng cũng như kể cả tôi với ông ngày xưa thế mãi mình tìm được tiếng nói chung. Nhiều thôi, nó lắm vấn đề. Ông này đối tác của cái đại tướng Tô Lâm núi lắm, làm xỉu luôn. Chỉ có thằng khó, thằng nào tình cơ để đi rồi. Nhớ ông ba tiếp thì đã có mỗi thằng này. Tiếp xong Nhà Trắng, còn mỗi thằng này sơ mắt có tình cơ làm ta đi giảng bài. Chúng ta đi giảng bài. Ừ, nó còn nhớ được là những cái sự tiêu cực. Ông là có vợ Việt Nam, bố họ là quê Trà Vinh, phó bố quân đang đi chính quyền trước, giờ học giả nhưng mà quay trở lại nhưng mà không biết họ nhanh lắm, có thế ông phụ hòa ấy gái la ông này lên cậu mày trước phó bố quân cho ông lúc đi. Just to remind you guys, we got a move down, break down. Luôn luôn ở bên cạnh. Hôm nay mới nói ông vừa nhà an ninh, vừa nhà tình báo, vừa nhà ngoại giao. Trẻ, nó sinh em, sinh năm 76. Trẻ, vợ cũng rất giỏi. But then I'll go, make sure that all of you are going to be dẫn chương trình. Cha này mới ngồi bên cạnh. Này phải nhắc tổng thống nhưng mà lúc ngồi với anh nhiều quá, nó nhiều quá, nhiều bỏ nghe hết tất cả người khách ASEAN khác, hôm nay phải ra nhắc bằng viết cái giấy, nhưng mà xong cuối cùng gần buổi thì ông này quay lại nói vậy. No filming right now, please. So that way I can push them out when we're home. Don't show differently, just for now. I don't want you to film our leaders. It's a protocol. Nói về vấn đề chống dịch bệnh, nói về vấn đề liên quan đến chống biến đổi khí hậu, những vấn đề rất quan trọng. Oh, thank you. How are you? Nice to meet you. So good to see you. How are you? Well, thank very you. Good to have you. Hi, thank you. Thank you very much, everyone. How are you? Nice to see you. Tôi mở hết khẩu trang ra để thấy là nước Mỹ đang mở cửa rất là an toàn. Có thể không ai có người mắc Covid nhưng mà để chứng minh là nước Mỹ đang rất an toàn về Covid. Thank you. I was wearing my, I just got over COVID a few days ago, so I think I'm fine.
very good to be with you. Thank you, Prime Minister, for being here. I just wanted to say at the outset that we have seen a remarkable trajectory in the relationship between the United States and Vietnam. And we are now the strongest of partners with a shared vision for security in the region we share and for the strongest possible economic ties. And of course, the United States very much supports a strong, independent, prosperous Vietnam. We're so glad to have you here, Mr. Prime Minister, for this extraordinary ASEAN meeting, but also on a bilateral basis. So welcome and thank you for being here. Xin cảm ơn ngài. Tôi cũng có đeo mặt đeo khẩu trang đấy, nhưng mà thực ra là tôi vừa mới khỏi bệnh COVID xong, mới lên đây tôi có đeo khẩu trang một chút là để cẩn thận một chút, nhưng mà thực ra tôi nghĩ là chúng ta ở đây cũng an toàn thôi. Xin cảm ơn ngài là đã gặp gỡ với ngài tôi ngày hôm nay. Thì ngay từ lúc đầu tôi có thể nói rằng là tôi đã rất vui mừng được chứng kiến đường hướng của mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta đang có một quan hệ đối tác mạnh mẽ nhất, cùng với những cùng chia sẻ quan điểm về các nhiều vấn đề về an ninh và về quan hệ kinh tế. Hoa Kỳ thì hỗ trợ và ủng hộ rất mạnh mẽ cho một Việt Nam hùng cường, độc lập, phồn vinh. Và tôi rất vui mừng là ngài tướng đã đến đây là để tham gia cuộc họp cấp cao về ASEAN, cũng như là để có những thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Tôi xin cảm ơn và xin chào ngài. Vâng, tôi cũng rất là cảm ơn ngài đã dành cái thời gian làm việc với tôi và các thành viên trong đoàn. Tôi nói cái chuyện khẩu trang để chúc mừng nước Mỹ đã thành công trong cái việc kiểm soát đại dịch COVID-19 và đưa đất nước trở lại để mà phát triển một cách nó an toàn và theo đúng cái lộ trình, theo đúng mục tiêu của ngài đặt ra. Well, thank you very much for taking your time to come here and have a working session with me and my delegation. Why I mentioned the mask, it is my congratulations to you for being very successful in curbing the pandemic and to prepare for the recovery and the reopening of and to realize the goals that you have set out. Nhân đây thì tôi cũng cảm ơn cộng đồng quốc tế nói chung, trong đó đặc biệt là của Hoa Kỳ đã giúp đỡ chúng tôi về vaccine cho các cái trang thiết bị y tế để chúng tôi vượt qua cái đại dịch. Hiện nay thì chúng tôi cũng cơ bản kiểm soát được cái tình hình dịch bệnh như là Hoa Kỳ. And we are very grateful to the support of the international community, including the US, especially for the donation of vaccines and healthcare equipment. At the moment, we have been able to put the pandemic under control, just like the U.S. Và đặc biệt là sau cái chuyến thăm của bà Kamala Harris thì chúng tôi có đặt vấn đề giúp đỡ vaccine và về bà cũng báo cáo với Tổng thống Biden và làm cái việc này hết sức là hiệu quả. Chúng tôi rất là cảm ơn cái thịnh tình này và đặc biệt là cái vấn đề hiệu quả đối với chúng tôi. And during the visit by Vice President Kamala Harris, we asked her for the vaccines, and she, you found something back. She has worked with President Biden, and the work has been very effective with regard to the vaccine, and we are very thankful. Và qua cái câu chuyện đại dịch, cái câu chuyện vaccine thì tôi thấy là chúng ta càng thấy rất rõ là những vấn đề có tính toàn cầu, những vấn đề có tính toàn dân thì chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu và kêu gọi cái sự đoàn kết quốc tế và đề cao cái chủ nghĩa đa phương và cái sự giúp đỡ lẫn nhau. And through the COVID-19 pandemic, we see that global issues or whole of people issues requires global approach and international solidarity and the promotion of multilateralism.
Và vấn đề thứ hai là nó liên quan đến toàn dân. Những cái gì mà lợi ích của toàn dân mà chúng ta làm được thì nhân dân mới theo chúng ta. And it is very important that we address the issues that are that concern the poor people. Vâng, tôi cũng chia sẻ với ngài một vài cái suy nghĩ nó lặt vặt, nhưng cũng là cái mà cái suy nghĩ muốn chia sẻ với ngài rất là chân thành. Vấn đề thứ hai thì tôi rất là hoan nghênh, cảm ơn ngài với cương vị là ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã góp phần thúc đẩy và tổ chức cái hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN tại Hoa Kỳ, hội nghị ban Jen xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả ông bà, cô chú bác, các anh chị và các em ở bên trang YouTube và bên Facebook. Bữa nay Jen cũng giống như bữa thứ năm với một cái tinh thần vô cùng sảng khoái. Xin báo cáo trước vậy cho ông bà, các anh chị và các em biết vậy đó. Tại vì bữa nay nhìn cái chủ đề của Jen là thấy là nóng bỏng rồi, phải không? Của anh chị và các em bữa nay có khỏe không? Jen lúc nào cũng cầu xin ơn trên ban sức khỏe cho ông bà, các anh chị và các em ha. Với lại chúng ta sống đầy tình thương yêu ha. Thì cô bác anh chị em thấy đó, bữa giờ cách đây cũng mấy ngày trước, thì cái bọn báo đảng, báo hại, báo đời đó bên Cộng sản Việt Nam thì rất là rầm rộ đưa tin cái chuyến đi ăn mày qua Mỹ của thằng trưởng thú Bột Ngọt, rồi mấy cái tờ báo mà chính thống á, của băng đảng Cộng sản đó, ùi ra sức tần bốc rồi cái chuyến đi này dữ dội lắm, phải không? Giống như là cái chuyến đi này là khẳng định vị thế rồi của Việt Nam rồi, phải không? Trước Mỹ rồi, ha, nói nghe đã lắm. Cô bác, các anh chị và các em, giống như cái kiểu là đây là một cái cuộc gặp song phương vậy đó, giữa Mỹ và Việt Nam kiểu đó đó. Rồi còn có cái đài vua tinh dịch đó, còn của Việt Nam nó còn nói là trưởng thú sắp được gặp song phương ông Joe Biden rồi nữa chứ. Nhưng mà không có chuyện đó, cho nên sao mấy ngày sau cái gỡ bỏ cái tin đó rồi. Thấy không, bắt đầu lừa trong nước đó mà. Nghĩ người dân không có biết cái gì hết đó mà. Tân bốc cái thằng trưởng thú của mình đó, phải không? Cái chuyện đó là chúng ta không có xa lạ gì, chỉ có người dân trong nước là dễ bị lừa thôi à, ông bà, các anh chị và các em. Thật sự ra đó, cái chuyến thăm này đó với mục đích đó là đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh của cái khối ASEAN. Rồi tức là từ ngày 12 tới ngày 13 tháng 5 đó, thì đây là cái chuyến thăm đầu tiên của cái thằng trưởng thú, với cương vị là trưởng thú đó. Thì cô bác, các anh chị và các em, nhiều người cũng ở trong nước đó, mà báo đảng mà nó tân bốc, nó nói rằng ôi cái chuyến thăm này sẽ nâng cấp cái quan hệ rồi lên, phải không? Nghe nói quan hệ nghe mắc cười không? Nó dùng cái từ quan hệ, phải không? Quan hệ gì đó, nó ưa dùng cái từ đó, mà không cần biết cái gì hết là nó dùng chung cái gì hết cũng quan hệ hết á. Thì thật sự ra cho tới giờ này
qua những cái cuộc gặp gỡ này cũng không có một cái bước đột phá nào mới cả, và cũng không có một cái gì khác cả, và còn có nhiều cái còn lòi ra thêm nữa. Nói chung là Trang sẽ đưa tấm hình đầu tiên trước đã, để hồi Trang quên. Ông bà các anh chị và các em, thật sự ra người Mỹ đó, họ có những cái cách cư xử ứng xử hay lắm, phải không? Họ là những người sống ở đất nước văn minh, họ lịch sự đàng hoàng lắm, phải không? Những gì họ làm á, là cả thế giới nhìn, chứ không phải là cái thứ làm cái kiểu hèn hạ như là cái bọn cộng sản hay là bọn Việt Cộng. Mà có bác chị em nhìn cái món quà đi, thấy không? Nó đã đủ đầy ý nghĩa rồi. Và phải nói nó thâm thúy một điều là phải nói cho nó là cho anh rất là phục những con người Mỹ, thấy không? Là biết là cái thứ là toàn là những đàn bò thôi chứ gì đâu. Nó tặng cho con bò mặc áo đỏ nữa chứ. Mà cái ác một cái đó là để cái ngôi sao vàng nó nhỏ xíu à. Nó ngay cái chỗ hiểm nữa chứ. Ông bà cái gì kêu. Bởi vậy cho em mới nói rằng cái bọn bò đỏ Dương Lượng Viên đó, khi mà nó coi cái video của ông trưởng thú của nó đó, khi mà cái video bị rò rỉ đó, cái bắt đầu trên không thấy một cái con bò nào nó vô nó nói cả, với lại nhìn tấm hình này, thì trước tiên trên đưa trước dậy để hồi trên quên, phải không? Ông bà các anh chị các em, phải không? Nhất là cái câu nói của trưởng thú rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó sợ gì. Trên là trên lặp lại y chang cái lời của ông trưởng thú thôi nha. Thì cũng nghe cũng vui, tại vì trên nhớ là trước đó chúng ta có ngồi bàn về cái vấn đề là bọn cộng sản Bắc Việt đó, cộng sản Việt Nam đó, nó rất là thích cái kiểu ngoại giao cây tre. Bữa nay trên ghi nguyên một cái câu rất là dài, đó là ngoại giao cây tre rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó sợ gì. Thì nếu mà nói là rõ ràng sòng phẳng đó mà còn cái chữ mẹ nó nữa rồi sợ gì chứ, thì đâu phải ngoại giao cây tre, phải không? Nó nói đằng làm nẻo không à. Nó ngoại giao cây tre mà nó cũng không hiểu cây tre là đằng sao nữa. Sao cây tre mà sao rõ ràng được? Trên hỏi ông bà các anh chị và các em, nhìn cái cây tre đi, nó ốm nhách, nó cao nhồng à, phải không? Cái ngọn nó chất vót ở trên á, thì cái cây tre đó đó sao mà nó rõ ràng được? Tại vì gió nó thổi qua, nó thổi lại, gió nó theo hướng nào cây tre thổi theo hướng đó, thì làm sao mà nó rõ ràng được? Nó đâu có đứng một chỗ đâu mà rõ. Cho nên cái miệng thì nói là ngoại giao cây tre, phải không? Cái thứ mà ngoại giao bền vững của nó đó là ngoại giao cây tre, nhưng mà cái miệng của nó đó lỡ rồi, phải không? Lỡ rồi, tưởng đâu rồi ở trong cái phòng đó không ai nghe hết trơn trời. Nhưng mà ông bà các anh chị em thấy đó, trời ơi, nó qua nước của người ta, đi qua nhà của người ta mà còn ngồi xì xào nói xấu người ta. Các anh chị nghĩ đi, một cái người mà đứng một cái chức mà trong nước nó tôn sùng lên, nó làm tới lãnh đạo luôn á, mà bước ra nước ngoài mà đứng xì xào nói những cái người khác, nói hết người này người kia, rồi có cả thằng Tô Lâm ở đó nữa, phải không? Cô bác anh chị, thằng Toilet đó, có hết mặt mũi luôn, phải không? Các anh chị cô chú bác chắc coi video rồi, Trang cũng không tiện đem lên đây, nhưng mà Trang chỉ nói thôi. Thì khi mà cái clip đó bắt đầu nó lan rộng ra đó, thì không thấy một cái thằng Dương Lượng Viên bò đỏ nào nó lên tiếng, nó im phân phắc luôn. Cho nên các anh chị em thấy đó, nó lộ ra được cả một cái phái đoàn của một cái những kẻ lưu manh, nó lộ rõ lắm, không có tư cách gì hết á. Tức là sao, nó lưu manh từ trong bản chất của nó rồi, cho nên nó bước qua nhà của người ta nó lộ ra liền à. Có anh chị em thấy không, mình không cần, không ai làm gì hết, người Mỹ ta đâu làm gì đâu. Rồi còn có một cái thằng ở trong cái phái đoàn đó, nó còn kêu nó nói tiếng Anh á, nó kêu không có được quay, không có được chụp hình những cái người của nó. Nghĩ sao vậy? Có anh chị các em, đất nước của người ta, đất nước tự do, mày bước vô nhà của người ta mà kêu người ta đừng quay phim, nó làm giống như là đang ở xứ Việt Cộng vậy. Muốn bịt miệng, muốn bịt mắt dân, muốn làm gì làm. Đi qua bên cái xứ tự do rồi, phải không? Đi qua một cái thằng mà mình chuyên gia, mình ăn mài người ta rồi, mà mình còn dở cái giọng mà mình mở miệng ra, tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Vậy bây giờ sẵn nó còn ở bên Mỹ này nè, cho anh mời nó lên đây, thấy không? Cho anh mời cái thằng trưởng thú lên đây ngồi đối thoại về dân chủ nhân quyền đi. Tại vì một cái đứa con nít của như trên nè, dám làm không? Tại vì nó nói mà, bất kỳ ai trên thế giới về dân chủ và nhân quyền thì dám nói không? Một chút xíu đó, cho anh chỉ đưa một cái video duy nhất thôi. Bởi vì chúng ta đã có hàng ngàn ngàn cái video để cho thấy rằng đất nước đó vô cùng có nhân quyền, khỏi cần nói nhiều. Cho nên ông bà các anh chị thấy đó, cả một cái phái đoàn lưu manh này nó đi tới đâu đó, nó lòi ra cái thứ thất học tới đó. Rõ ràng là như vậy. Bởi vì cho anh nói là
đừng có nghĩ rằng khoác cái bộ đồ vest lên là nghĩ là mình ngon. Đừng có nghĩ mình mang cái chức trưởng thú hay là cái gì đó mình tưởng là mình ngon. Thật sự ra bên trong cái bộ não của mình á là ốc khỉ không à. Cho xin lỗi ông bà, các anh chị và các em. Bữa nay cho anh để hai tấm hình về, thì cô chú bác anh chị em đã hiểu ý của Chen rồi đó. Thật sự ra nó ngang hàng với một cái con chó màu đen thôi. Đối với Chen là như vậy. Cho anh để tấm hình vậy đó. Dân chủ và nhân quyền hả? Vậy chứ khi nào mà tao cho sủa mới được sủa hả nghe? Nói cho mấy người bưng bô trong nước á. Tại vì sao vậy? Tao có nguyên cả một ban tuyên láo mà. Rồi tao có nguyên một cái đủ cái đội được đĩ bút nữa. Cái chữ đĩ bút là không phải là Chen nói, mà trong anh em trong nước Việt Nam nói. Bữa nay Chen để cái hình vậy là đủ rồi đó. Sẵn ở đây thì sẵn cho nó nhìn thấy thật là mắc cỡ ông bà các anh chị và các em. Mắc cỡ dữ lắm, cho nói thiệt. Bởi vậy mới nói rằng sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà cái chân lý, tức là cái bản chất của những con khỉ rừng á, nó không bao giờ thay đổi đâu. Đừng nói là khoác cái áo vest, nội mặc cái áo vest cũng không biết cách mặc nữa đó. Ông bà các anh chị các em, nói thiệt đó. Tức là mình là một cái nguyên thủ quốc gia. Trước khi mình đi ra một cái đất nước mà mình ngoại giao đó, thì mình cũng phải được học một cái khóa. Mình học về cái văn hóa của người ta. À, mình học chút xíu về ngôn ngữ, không cần giỏi, biết cũng được rồi. Phải không? Không có ai bắt buộc mình phải nói tiếng Anh đâu. Không, người ta không có cần đâu. Thông dịch viên người ta có hết rồi. Mà người Mỹ người ta cũng biết tiếng Việt luôn nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng ở trong những cái chỗ bộ ngoại giao đó người ta không biết tiếng Việt. Cho nên muốn nói gì nói đâu. Cho nên cô bác anh chị các em, cái lũ băng đảng Cộng sản Việt Nam này á, ngay cả hồi trước thằng Phúc Niễn qua Mỹ cũng vậy nữa. Thấy không? Đứng nịnh bợ vuốt vuốt tổng thống Donald Trump. Và Chen đã đưa những video lên rồi, và tới giờ này cũng vậy luôn. Bản chất nó chưa bao giờ thay đổi. Những cái thứ khỉ rừng bắt bó này không bao giờ đem được chất khỉ ra khỏi, chất rừng ra khỏi con khỉ là đó. Bây giờ chúng ta nhìn qua cái cục mà nó qua bên Mỹ này, mắc cỡ lắm ông bà các anh chị các em. Trong khi đó thì Chen có coi một cái video của các anh chị đem cái lá cờ vàng ra và đi xuống đường biểu tình khi mà cái phái đoàn của Cộng sản đi qua bên Mỹ. Thì ôi thôi, bò đỏ dư luận viên vô chửi người ta nát hết à. Mà nó không có biết rằng cả phái đoàn của nó là thứ ăn mày thôi. Rồi còn đi kéo theo hai cái tên tù nhân lương tháng đi qua Mỹ để tỏ vẻ rằng ôi chúng tôi có nhân quyền. Nè thấy chưa, chúng tôi thả hai người tù nhân rồi nè thấy chưa. Có anh chị coi nó ngu dễ sợ không? Nếu mà đất nước của nó có nhân quyền đó thì sẽ không bao giờ có cái chữ tù nhân lương tâm hay là tù nhân lương tháng. Chúng ta phải hiểu điều đó, đừng có để nó lừa nó chơi cái kiểu mà nó đánh phủ đầu. Tại vì khi mà nó đem hai cái người tù nhân lương tháng của nó qua Mỹ là nó biết mày không có nhân quyền rồi. Tại vì nước của mày á, nếu mà có nhân quyền thì làm gì mà có cái chữ tù nhân lương tâm hay là tù nhân lương tháng mà mày đem mày thả. Có anh chị em thấy không? Cho nên nó chạy mới nói rồi, cái thứ mà cái đồ giả dối rồi thì nó có làm cái gì nó cũng là giả. Tức là bản chất thật nó là giả rồi, không bao giờ nó có thể che giấu được bên trong của nó là như vậy. Nó đứng ở bên trong nó nói xì xào, nói xấu tới người này, nói xấu người kia, chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Đó là cái thói của những kẻ thất học. Người thất học, tức là nếu mà chúng ta có học thức á, thì chúng ta cũng phải biết rằng mình nhập gia tùy tục. Không phải các anh chị các em, mình đang ở trong nhà của người ta thì mình có ghét dữ lắm á, phải không? Mình cũng ráng mình giả bộ đi. Cái thói đó nó giả bộ dễ quá mà tại sao nó không làm được. Mà nó vẫn lòi ra, mà nó còn kêu một cái người nhân viên là ôi không có được quay chúng tôi. Trời ơi, đi qua bên nước Mỹ người ta tự do mà còn kêu người ta đừng có quay, giống y chang như sống trong nước Việt Nam vậy. Bởi vậy Chen mới nói rằng qua cái chuyến đi này có nhiều cái mắc cỡ, muốn độn thổ luôn bà các anh chị các em. Và Chen đã giữ lại cái video đó. Nếu mà từ trường hợp á, bọn Cộng sản, cái bọn ban tuyên láo nó sẽ xóa cái video đó đi. Tại vì nó không muốn người dân nó nhìn thấy cái tên trưởng thú của nó nhục nhã như vậy. Đứng còn chữ thề nữa chứ. Nó tưởng chắc người Mỹ không biết tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta phải giữ lại những video đó, ông bà các anh chị các em. Và chúng ta phải chia sẻ rộng ra, thấy không? Để cho những cái thứ mà bưng bô á, nó biết là nó đang ngồi bưng bô cho ai, thấy không? Để coi có đáng hay không. Và để nhìn lại bản thân nó, khi mà mình bưng bô cũng phải biết lựa chứ. Mà các anh chị các em, nói thẳng ra là muốn bưng bô cũng phải biết lựa chứ. Phải lựa cái gì cho nó đừng mắc cỡ chứ. Nhục nhã quá mà. Cô bác các anh chị, trong một cái xã hội Cộng sản bây giờ nó tới trên 5 triệu đảng viên. Thấy không? Trên 5 triệu đảng viên. Thì coi như là chúng ta nghĩ đi, cả một cái rừng khỉ vậy mà. Trời ơi, tới 5 triệu con khỉ luôn mà. Đâu có đơn giản. Sao mà nó... Cô bác anh chị các em nghĩ đi. Chen hay nói lúc trước Phúc Niễn qua Mỹ cũng vậy. Chen có nói nguyên thủ quốc gia người ta trước khi ra nước ngoài phải học một khóa đi.
Mặc cái áo vest mắc cười lắm và các anh chị em, lúc mà đứng với ông Joe Biden á, người ta đứng á, thấy không, cái cách mặc đồ vest á, khi mà người ta đứng là người ta phải gài nút lại, mà còn bị giơ tay lên chào nữa chứ, để đưa nguyên cái bụng mở ra. Và các anh chị em đã biết là mày ăn rồi, mày ăn tới trên đầu dân rồi, mày ăn cho mập cái thây của mày rồi, mày còn mắc cỡ nữa. Rồi khi mà ngồi xuống ghế á, là cái nút đồ vest phải tháo ra, phải không? Các anh chị em nhìn những người Mỹ đi, người ta đứng là người ta gài nút, thấy không? Người ta ngồi là người ta phải cởi cái nút ra. Tại vì nhiều khi cái bụng mày bự quá, rồi mày ngồi xuống mà mày còn để cái nút đó nữa thì thở gì nổi, phải không? Nhưng mà nhìn mắc cười dễ sợ luôn, nó lòi hết ra. Ông bà các anh chị kem mắc cỡ lắm. Để thử coi, cho anh thử coi qua cái kỳ này coi những cái thứ đội bô, mà cái thứ bưng bô, cái thứ rửa bô nó thể nói cái gì về cái vấn đề này. Cái phường toàn cái thứ lưu manh không à. Ông bà các anh chị kem một băng đảng lưu manh. Chứ nói thẳng vậy luôn á. Từ trên tới dưới luôn, một cái băng đảng lưu manh. Mà bị dở giọng ra, bị đứt chỉ trỏ người này, chỉ trỏ người kia. Cô bác anh chị có một điều này cho anh nói luôn nè, cha đang sống ở nước Mỹ, cha nói cho đồng bào trong nước Việt Nam biết luôn. Đừng bao giờ nghĩ là người Mỹ không biết cái gì, mà cũng đừng bao giờ nghĩ là người Mỹ không biết tiếng Việt. Từ những cái tiếng lóng, từ những tiếng lóng mà người dân địa phương Việt Nam có dùng, người Mỹ cũng biết. Và thằng Tàu Cộng cũng vậy, người Mỹ cũng biết từ tiếng lóng, từ địa phương, từ ngõ ngách của thằng Tàu Cộng. Cha nói vậy cho đồng bào mình trong nước biết. Cho nên đừng có gì mà nghe theo cái lũ tuyên láo này, nó tân bốc những cái thằng trưởng thú này, những cái bầy khỉ rừng bắt bó này, mà tự động đó cao ngạo, mà cho mình là hay là giỏi. Cũng như cha nói luôn cho các anh chị nào mà sau này sẽ đi vào cái đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam mà đi phỏng vấn á, để chuẩn bị đi qua bên nước Mỹ đó, cha nói luôn cho các bạn được biết á. Các bạn thấy thường thường có một người Mỹ và một người ngồi thông dịch phải viên, phải không? Chị cũng nói luôn cho các bạn á, đừng bao giờ nghĩ cái người Mỹ đó không biết tiếng Việt. Cho nên đừng bao giờ gian dối cái gì. Và trước khi mà họ phỏng vấn chúng ta đó, là họ đã biết tổng tòng tâm chúng ta hết rồi. Người ta chỉ gặp mặt phỏng vấn để nhìn chúng ta coi chúng ta có thật hay không mà thôi. Chứ không phải là cái lúc phỏng vấn đó thì người ta mới biết bạn thật hay không. Tại vì nhiều người đóng kịch trước mặt những cái người mà làm phỏng vấn lắm, ông bà các anh chị kem. Và người ta cho rớt là như vậy. Tại vì láo, lòi cái láo ra. Cho nên cha nói luôn cho các bạn trẻ, các bạn sau này mà muốn qua được cái nước Mỹ đó, chỉ có một cái điều duy nhất thôi, phải thành thật, phải chân thật. Đừng có sử dụng bất cứ chiêu trò lưu manh nào cả. Người Mỹ đều biết hết. Và cái đám khỉ rừng này cũng vậy. Đừng có nghĩ là người ta không biết tiếng Mỹ, tiếng Việt, mà người ta không biết cái văn hóa của mình. Không có đâu. Nghe không? Những cái người mà, những cái nhân viên mà ngồi phỏng vấn ở trong đại sứ quán rồi đó, là người ta tiếng Việt giỏi lắm ông bà các anh chị em. Trước khi mà người ta đi qua một cái đất nước với khác ngôn ngữ á, là người ta phải được một cái khóa huấn luyện, học tất cả những cái gì gọi là cái culture đó, tức là cái văn hóa của cái nước đó luôn, biết rõ con người nước đó luôn, chứ không phải là như các bạn nghĩ đâu. Dù cho có mặt của người thông dịch viên, nhưng mà không phải là người Mỹ đó không biết tiếng Việt. Đó, cho nói vậy luôn cho các bạn trẻ sau này mà muốn đi qua Mỹ, đi vào phỏng vấn á, thì hãy ráng cho cái lòng của mình nó thành thật. Không, chỉ cần thành thật thôi, chứ đừng có dở chiêu trò lưu manh gì hết là người ta biết hết à. Rồi bây giờ có anh chị em cho nói luôn, nhiều người á, cho nói luôn về Tàu Cộng chút. Việt Nam á, bây giờ người dân á, cho anh coi cái video mà các anh chị biểu tình á, mà cái bọn mà bị khỉ rừng bắt bó này nó qua bên Mỹ đó, thì cho anh thấy toàn là dân Việt Nam không à. Đi vào chửi nát nước cái lá cờ vàng bạc sọc đỏ đó. Trên vừa trên coi một khúc thôi là trên thấy hoàn toàn là chửi thậm tệ, chửi tục không, thì trên đã hiểu được, nghe không, trên đã hiểu được cả một cái lũ khỉ dẫn đầu, tức là những lũ khỉ đầu đàn và những con khỉ con, những con khỉ cháu, những con khỉ chắc, những con khỉ chít, nó đều là đầu khỉ hết rồi, không thể nào có thể sửa chữa được đâu ông bà các anh chị và các em. Chúng ta phải nhìn sự thật đó. Cho nên Chen mới nói rằng Chen đang ngồi mong từng ngày một cái ầm ầm gì đó ngoài Biển Đông, và chắc chắn nó sẽ đến. Chắc chắn ngày đó nó sẽ đến. Và bây giờ khi mà Nga nó đã dính vào cái cuộc chiến Ukraine này rồi đó, nó cũng chưa có tháo gỡ ra được một sớm một ngày đâu. Rồi sau đó khi mà cái thằng Tàu Cộng này muốn bá quyền á, sẽ lợi dụng cái lúc mà đang cả thế giới đang xáo trộn, thì có thể nổ súng cái gì đó ngoài Biển Đông, cho thí dụ vậy đi. Thì xin thử hỏi lúc đó đó, cái đầu khỉ này nè, cái đám khỉ này nó còn ai để bám víu nữa. Cho nên á, các anh chị nào còn lý tưởng chính nghĩa trong đất nước Việt Nam,
Chen tha thiết mong các anh chị vẫn giữ vững cái tinh thần mà chưa bao giờ mà lung lay giống như Chen vậy từ đầu tới bây giờ. Mặc dù Chen chỉ là một cái cô con gái, một cái đứa con gái chân yếu tay mềm thôi. Chen nói một lần nữa khẳng định cho các anh chị và các anh chị em ở trong nước Việt Nam, cô chú bác luôn, phải giữ vững tinh thần ngày đó không còn xa nữa đâu. Cho dù bây giờ nó đi qua Mỹ, nó lết, nó bò, nó ăn mài gì đó, rồi ở trong nước thì nó tân bốc lên, vị thế, khẳng định vị thế đó, dẹp qua một bên hết đi, toàn là láo xạo không à. Chen đang ở Mỹ đây nè, những gì Chen nói là sự thật. Cô chú bác anh chị em ở trong nước phải tin tưởng, ít nhất cũng là tin tưởng con bé Chen. Chen nói như vậy, chắc chắn sẽ tới ngày đó, nó không còn đường nào để đi nữa rồi. Bây giờ đó, có anh chị các em thật sự ra, tụi Cộng sản này, Cộng sản Việt Nam nó đang run sợ đủ thứ hết. Nó đang run sợ đủ thứ hết. Tại vì nó không còn ai để bám víu nữa. Khi mà chiến tranh ở Nguyễn Đông xảy ra, rồi chúng ta sẽ thấy. Cho nên Chen nói rằng các anh chị em, cô chú bác còn lý tưởng, yêu cái mảnh đất hình chữ S của chúng ta, yêu đồng bào chúng ta, hãy giữ vững tinh thần, sẽ đến cái ngày đó. Và tất cả cái lũ khỉ rừng này, trên 5 triệu con khỉ này, nó phải trả giá cho những gì đó đã làm dân tộc của chúng ta. Bây giờ bày đặt đi ra ngoài nghênh ngang cái thứ thất học lưu manh đó, cô bác anh chị các em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà để cho một cái thứ thất học lưu manh đó mà nó cai trị trên đất nước Việt Nam? Phải không? Trên mới thứ năm trên vừa nói thôi, những con thú nó còn biết chọn cái con mà đầu đàn, đó là cái con phải thông minh, phải giỏi mới làm đầu đàn của nó được. Tại sao con người mà đi chọn cái thứ lưu manh khỉ rừng này mà làm để cho nó cai trị đất nước chúng ta? Cho nên ăn tàn phá hoại là đúng rồi. Trong khi mà tụi nó đang đàn điếm ở nước ngoài, phải không? Ngồi chỉ chọt nói xấu người này người kia. Thì các anh chị thấy đó, chỉ đưa một cái đoạn video này thôi, tức là trong cái thời gian đó luôn, ngay cái lúc này xảy ra luôn, thì người dân chúng ta trong nước phải như vậy đây nè. Chen đưa này lên cho các bạn bè Mỹ, những người bạn Mỹ của Chen nhìn thấy được sự thật trong đất nước Việt Nam. Cái một cái lũ khỉ này nó ra ngoài bên nước ngoài. Chỉ trích một đoạn cho ông bà các anh chị các em coi thôi, tức là ngay cái lúc mà cái đoàn khỉ á, những con khỉ đầu đàn bày đàn đó, nó đi qua bên Mỹ đó, thì người dân ở trong nước như vậy đó, thì nó vẫn quên quen vĩ đại vinh quang mà thôi. Một lần nữa Giang xin nói với đồng bào trong nước rằng không có một chế độ nào mà trường tồn mà mãi mãi cả. Đừng bao giờ ngồi đó mà vĩ đại quang vinh muôn năm, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Và nhất là những kẻ độc tài còn sót lại trên cái hành tinh này, Chen khẳng định với ông bà, các anh chị và các em. Nhiều khi á, nhìn ông Joe Biden bây giờ thì bị nhiều người chửi rủa như vậy, nhưng mà đừng quên, đây cũng là nước Mỹ. Đừng quên, người ta yêu đất nước này lắm, yêu hơn chúng ta nhiều. Bây giờ Chen đây là một người Mỹ gốc Việt, Chen chỉ là người nhập cư vào thôi, thấy không? Mà Chen còn yêu mến đất nước này. Thì thử hỏi những người mà ở xứ sở này từ nhỏ, từ thời khai thiên lập quốc, họ đã yêu đất nước này như thế nào. Cho nên đừng tưởng lầm, đừng có coi thường người ta. Chen nói điều này rất nhiều lần rồi, không phải là Chen bênh vực ông Joe Biden, nhưng các bạn đừng bao giờ quên rằng đây là nước Mỹ. Và cái thứ độc tài còn sót lại trên hành tinh này không còn bao lâu, còn bao nhiêu cả. Và Chen có lòng tin rất mãnh liệt, ông bà các anh chị các em, nó không còn bao lâu nữa đâu, nó cũng sẽ tới cái thời đó mà thôi. Cho nên Chen mấy tháng trước Chen đã kêu gọi và Chen nói rồi, đã tới lúc á, bạn phải chọn lựa. Bạn phải chọn lựa, một là bạn theo con đường chánh, hai là bạn đi đu dây theo những cái thứ tà ác này.
thì hậu quả bạn ráng bạn chịu là như vậy. Chị đã nói rồi, nhưng mà có lẽ không ai nghe đâu. Có một điều này thôi, cái thằng trưởng thú nó nói tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về dân chủ và nhân quyền. Với một đứa con nít như Chen thôi, hãy trả lời được câu hỏi của Chen đi. Nếu mà có tự do nhân quyền thì sẽ không bao giờ có cái chữ tù nhân lương tâm. Đơn giản thôi, ông bà, các anh chị và các em. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người đó là những người, nếu mà có dân chủ nhân quyền đó, tức là họ có cái quyền của con người. Một đất nước mà có tự do đó là họ có quyền họ nói bất cứ cái gì họ muốn, thì không thể nào bắt họ nhốt vô tù để có cái từ là tù nhân lương tâm được. Đơn giản vậy thôi. Và cái thằng trưởng thú này không cần nó phải ngồi đối thoại với ai, đối thoại với một đứa con nít như Chen thôi, thì Chen sẽ vạch mặt cái bộ mặt của cái lũ mà láo xạo này ra cho cả thế giới đều thấy, nếu nó dám ngồi đối thoại. Ông bà, các anh chị, các em, nếu mà tụi bay có dân chủ, có nhân quyền thì làm gì có cái chữ tù nhân lương tâm, rồi bắt đầu kéo theo sau này là một đám tù nhân lương tháng. Tại sao đất nước chúng ta có hai cái từ ngữ này, ông bà, các anh chị, các em? Vì sao vậy? Vì sao có chữ tù nhân lương tâm và tù nhân lương tháng? Là bởi vì sao? Bởi vì độc tài. Độc tài thì sanh ra cái gì? Sanh ra độc quyền. Tức là sao? Một cái nhóm, một cái băng nhóm nào đó, nó tự cướp chính quyền, nó lấy hết tất cả quyền hành, nó nắm quyền, nó cho nó là bao trùm hết tất cả người dân ở trong nước Việt Nam, không ai vượt qua cái quyền hạn của Đảng Cộng sản cả. Cho nên nếu mà đã độc quyền độc tài thì làm gì mà có tự do dân chủ. Cho nên Chen nói cái miệng mồm của nó đứng trước cả một cái màn hình lớn, cả thế giới nhìn thấy nó vậy mà nó vẫn láo được, thì thử hỏi cái mặt nó dày tới cỡ nào rồi. Ông bà, các anh chị, các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng với Chen, và Chen đưa cho bạn bè quốc tế thấy cái video này, khẳng định một lần nữa đây là nhân quyền của xứ Đông Lào đây. Đây là nhân quyền nè, cho nó thẳng vào cái mặt của cái thằng trưởng thú Phạm Minh Chính này. Đây là nhân quyền của tụi bay nè, cho nó thẳng vậy. Và bữa nay chúng ta phải cùng với nhau chia sẻ những cái này, ông bà, các anh chị, các em, khi mà chúng nó còn ở bên Mỹ này. Chen sẽ cho bạn bè quốc tế thấy được đây là nhân quyền của Việt Nam nè. Ông bà, cô bác, các anh chị và các em, thế kỷ thứ 21 rồi. Thấy không? Thế kỷ thứ 21 rồi. Một chế độ lúc nào cũng tự quên quang mình là vĩ đại vinh quang, lúc nào cũng là nhà nước của dân, do dân và vì dân, và lúc nào cũng ra quang quang ở ngoài quốc tế bởi đặt ngồi dám đối thoại với ông ta về dân chủ và nhân quyền. Nếu mà dân làm chủ thì tại sao vào cướp đất cướp nhà của người ta? Phải không? Phải trả lời đi. Chen cũng hỏi luôn một cái lũ bò đỏ dư luận viên tụi bay. Chen nói thiệt, Chen không bao giờ muốn dùng những từ này với những người này. Chen cho rằng các bạn vì tiền, vì cuộc sống các bạn phải kiếm một tháng mấy triệu bạc để lo gia đình, Chen không trách các bạn. Nhưng mà các bạn là những con người Việt Nam. Chen đang sống ở bên Mỹ, Chen không sống ở trong nước để giành cái gì của các bạn. Các bạn phải nhìn rõ ra được rằng một cái chế độ này nó đang ăn tàn phá hoại, nó hãm hại dân lành như vậy. Nếu mà gọi là dân chủ thì tại sao lại đi cướp đất cướp nhà của dân, cô bác, anh chị và các em? Rồi bây giờ sao? Những kẻ mà gọi là đàn ông á, thấy không? Có sức lực mà đi đánh lộn với những người phụ nữ, đi lôi người ta, lột áo, lột đồ của người ta, cái đó là dân chủ nhân quyền đó hả? Đây là một trong cả ngàn những cái video, chứ không phải là duy nhất một cái này đâu, ông bà, các anh chị, các em, để khẳng định rằng dân chủ nhân quyền của tụi bay là đó đó. Cho nên đừng có tiếp tục dở cái thói láo xạo mà tưởng rằng người Mỹ không biết. Tụi bay chỉ lừa được những kẻ mà gọi là gì? Là vì tiền mà bán
cái linh hồn cho quỷ đỏ thì tụi bay lừa được, hoặc là lừa được những cái kẻ mà nó biết rõ ràng là cái chế độ này là ác. Không phải là nó không biết, nó biết rõ hết. Nó biết cái chế độ này là lụng bại, nó biết cái chế độ này là gian xảo lưu manh, nó biết hết. Nhưng mà tại vì nó tham lam, nó không có, tức là không có buông được cái cục xương nó đang ngậm đó, ông bà các anh chị các em, nó không nở lòng nào để mà mất cái gì nó đang có. Đó, đó là những cái thành phần mà đang bưng bô cho chế độ này, cho nó thẳng như vậy. Rồi còn lại là những người dân đen. Những tại sao anh gọi là dân đen? Họ không có một chút quyền hạn gì cả, họ không có một cái tiếng nói nào cả, tức là họ phải mỗi ngày phải còng lưng đi kiếm từ miếng ăn từ sáng trưa chiều để nuôi cái đàn con của mình nữa. Cho nên họ không còn thời gian nào để lo tới chính trị. Quê hương của chúng ta nó đã tới một cái lúc nó tận cùng một sự bất hạnh rồi, ông bà các anh chị và các em. Mỗi lần tới mưa lũ, ông bà các anh chị thấy không, cũng người dân mình hưởng, tụi nó vẫn ăn sung mặc sướng, ngồi trên đầu trên cổ của dân ta. Ra nước ngoài thì quên quang, lộ cái thứ lưu manh xảo trá ra, thì thử hỏi nó lấy tư cách gì, nó lấy tư cách gì mà nó ngồi nó cai trị đồng bào ta. Vậy cho nên trên hỏi là những kẻ nào bưng bô, có phải là cái thứ trên thật sự trên không muốn nói các bạn dư luận viên bỏ đỏ đâu. Trên rất là mong các bạn phải thức tỉnh là vậy. Nhưng mà đến một lúc nếu các bạn đã thấy rồi rõ ràng như vậy mà các bạn vẫn cố tình che lấp nó, tức là lừa dối chính bản thân các bạn, thì xin lỗi Chen không nể nữa, tại không xứng đáng là người Việt nữa. Nếu là con cháu của người nước của người Việt Nam thì phải biết gìn giữ non sông gấm dốc và cái gì cái dân tộc này, chứ không phải là như các bạn vì có mấy triệu bạc mà sẵn sàng đi bưng bô cho một cái lũ này, một cái lũ đầu trâu mặt ngựa này, mắc cỡ dễ sợ luôn ông bà các anh chị và các em. Cái lũ này nó đi tới đâu là nghèo đói tới đó, đi tới đâu là nghèo đói tới đó, nhưng miệng mồm của nó vẫn là cái gì, là đấu tranh giai cấp. Lúc nào cũng đấu tranh giai cấp, lúc nào cũng đưa giai cấp công nông lên làm cái giai cấp tiên phong của cách mạng. Nhưng mà thật sự lòng vòng ra tới giờ này chúng ta thấy quá rõ rồi, nó chỉ là một cái băng đảng đi cướp mạng chứ không cách mạng gì cả. Bởi vì cách mạng là phải đổi mới, cách mạng là phải đưa từ đói nghèo đi đến cái sự ấm no thịnh vượng mới gọi là cách mạng. Tức là cách mạng là sự phát triển. Còn cái thứ nó chỉ gọi là cái thứ cướp mạng mà thôi. Cô bác anh chị các em, từ ngày mà cái tên hồ tặc đó nó đem cái chế độ cộng sản này vào cái quê hương của chúng ta đó, là bắt đầu từ ngày đó là tan tóc cho quê hương chúng ta, chứ không có cái gì tốt đẹp cả. Cho đến bây giờ đừng có nhìn những cái tòa nhà cao tầng, đừng có nhìn xe cộ mà gọi là con ông cháu cha chạy mấy cái chiếc Ferrari đồ này nọ mà tưởng đâu là giàu có là văn minh. Không có đâu ông bà các anh chị và các em, hàng trăm năm nữa cũng chưa theo kịp phương Tây nữa, vòng vòng những cái khối Đông Nam Á thôi, là mất bao nhiêu chục năm mới đi theo rồi, mấy trăm năm luôn rồi, đừng nói chi mà tới bên châu Mỹ hay là bên Âu Châu, còn xa xôi lắm. Vậy mà một khối kẻ còn ngồi đó mà còn vĩ đại vinh quang, cô bác anh chị các em, mở miệng ra là dân chủ nhân quyền, vậy mà tự nhiên có cái từ tù nhân lương tâm và tù nhân lương tháng, mắc cỡ dễ sợ luôn ông bà các anh chị và các em. Đó, Chen vừa đưa cái video đó. Vậy thì Chen hỏi thằng Phạm Minh Chính, thấy không, tôi hỏi ông nhiều đó để có thể mà ngồi còn cần gì đối thoại nữa đâu, thấy không, cần gì đối thoại nữa, đó là nhân quyền của mấy ông đó. Vậy mấy ông còn kêu đối thoại gì, cho nên đừng có láo nữa, thấy không. Chen là ghét nhất cái thứ láo, của anh chị và các em, ghét nhất là cái thứ láo. Thà là gì, hôm thứ năm Chen nói mày tiểu nhân thì mày cứ nói mày tiểu nhân, mày ngu mày cứ nhận mày ngu, không có ai trách đâu, tại vì trên đời này không ai là khôn hết đó ông bà các anh chị và các em. Bây giờ chúng ta được sanh ra, cha mẹ nuôi dưỡng lên, chúng ta phải học tập, chúng ta phải trao dồi kiến thức thì chúng ta mới trở nên khôn, có trí khôn được. Chúng ta phải tiếp thu những tri thức chỗ này chỗ kia một chút, từ từ chúng ta mới có là người tri thức. Chúng ta tự nhiên ai mà khôn được liền, cho nên thà là mình nói mình ngu để người ta còn biết thương mình. Chứ còn cái thứ mà đã ngu, đã dốt, đã lưu manh rồi mà còn đóng kịch là cho mình là cái gì vĩ đại vinh quang, là cái thứ đó không ai ưa đâu. Mà từ từ cũng lòi hết à, che giấu được bao lâu, che giấu 47 năm rồi, từ khi vào cướp chính quyền ở Sài Gòn, cướp miền Nam Việt Nam, bây giờ làm được cái gì cho đất nước, có anh chị các em coi đó. Mưa xuống một cái, vừa nào là rác, vừa là nước, nó cuộn lẫn lộn rác thối ở trong. Cho nên cha nói, từ khi mà Sài Gòn bị đổi tên thành cái tên Thành Hồ đó,
thì nó trở thành một cái gì? Một cái thành hồ thối. Nó không còn là hòn ngọc Viễn Đông gì nữa rồi, nó mất rồi. Nó thử hỏi ông bà các anh chị các em, vậy mà những một khối kẻ bưng bô còn ngồi đó để cho cái lũ này nó cai trị. Cho nhắc lại một lần nữa, những con thú nó còn biết lựa những cái con mà phải có tức là có giỏi về sức lực nè, thông minh nè, để làm con đầu đàn. Tại sao con người, mà nhất là cái nòi giống của dân tộc Việt Nam của chúng ta nữa, đâu phải con cháu chúng ta là không có người tài giỏi đâu, ông bà các anh chị và các em. Nhưng mà khi mà để cho cái thứ lưu manh, cái thứ gian xảo này nè, cái thứ khỉ rừng này nó vào, nó cướp chính quyền xong rồi đó, thì nó biến toàn dân thành ngu hết. Nó coi đồng bào ta, nó coi dân ta là ngu. Cho nên không chấp nhận điều đó. Đồng bào ta không ngu. Dân tộc của chúng ta hơn 4.000 năm dân hiến rồi, ông bà các anh chị các em, chúng ta không thể nào tàn lụi vậy được, để một cái lũ này cai trị hoài được. Nếu mà là con dân nước Việt thì làm sao chấp nhận chuyện đó, ông bà các anh chị và các em, làm sao chấp nhận điều đó? Chen không chấp nhận. Cho nên Chen phải nói, mà ai ghét thì Chen cũng tiếp tục nói. Không? Cô bác anh chị các em, Chen tóm gọn lại, Chen sẽ dùng những cái từ ngữ mà chính xác nhất cho cái lũ này để tóm gọn lại một cái về lịch sử cho tới hiện tại nè, của cái băng đảng cướp này. Lòng vòng nó chỉ có như đây thôi nè. Tức là đầu tiên nó làm cái gì? Cướp chính quyền. Cái băng đảng của cái tên hồ tặc đó với đàn em của ông ta, theo lệnh của Cộng sản quốc tế và bên Tàu Cộng, đầu tiên làm cái gì? Cướp chính quyền trước đã. Tức là phải có chính quyền trong tay đã. Rồi sau đó làm cái gì? Bắt đầu đi tới cướp tài sản. Băng đảng này lòng vòng chỉ có như đây thôi nè. Cướp chính quyền, cướp tài sản, rồi bắt đầu sao? Có được tài sản rồi bắt đầu chia, bắt đầu phân chia cái kiểu theo mình muốn, tức là mình nắm quyền rồi đó. Bắt đầu gom cả đồng bào của chúng ta miền Bắc trước vào hợp tác xã, tức là phải dưới quyền của băng đảng của nó. Đúng không? Cha nói đúng không? Mình coi từ quá khứ, từ cổ chí kim sẽ thấy rất rõ. Đầu tiên là cướp chính quyền. Thứ hai là cướp tài sản được nắm trong tay rồi, sau đó phân chia tài sản theo cái kiểu hợp tác xã. Nó nắm hết. Ai mà muốn có gì từ cây kim sợi chỉ hay cái gì đó, từ cái dây thun luồn quần luôn, xin lỗi ông bà các anh chị các em, phải đứng xếp hàng để xin xỏ nó. Đúng không? Cha nói đúng không? Rồi làm gì nữa? Rồi bắt đầu tới đâu nữa? Bắt đầu cải cách ruộng đất. Làm gì? Cải cách ruộng đất nó có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên á là phải cướp được thêm ruộng đất đã, nắm trong tay đã. Thứ hai là lợi dụng cái chuyện đó để triệt tiêu những cái người ở giai cấp tiên phong một chút. Tức là sao? Những người mà giai cấp tiên tiến, tức là địa chủ giàu có, những người có học thức chút xíu, là phải triệt tiêu cái giai cấp đó trước, để chừa lại toàn là giai cấp nghèo bằng cố nông. Để chi vậy? Để dễ cai trị. Đúng không? Rồi sau đó làm gì ông bà các anh chị các em? Nó làm gì? Bây giờ tới thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy nè. Hôm thứ Năm cha nói rồi, Trọng Lú lên phát biểu rằng dù cho tài sản đất đai gì đó cũng đều chỉ là cái quyền sử dụng thôi, không có quyền sở hữu, đúng không? Vậy thì rõ ràng nó đã lòi bộ mặt nó ra, dù cho bao nhiêu năm sau cũng vậy mà thôi. Nó muốn nắm hết tất cả tài sản, tức là những gì thuộc của quốc gia, những gì thuộc của đồng bào, của con người, người dân của một cái đất nước đó đều nằm trong tay của băng đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là người dân không có quyền gì cả. Rồi sau đó làm gì các anh chị em? Bây giờ làm sao? Lấy cướp đất, cướp nhà của dân. Rồi bắt đầu đi làm gì? Đi đầu tư, đúng không? Thời buổi này là như vậy. Cướp đất, cướp nhà được của dân. Thí dụ như đền bù giá rẻ mạt. Sau đó cả một tập đoàn của nó câu kết với nhau, nó chia chác buôn bán để tăng cái giá đất lên cao tới đỉnh luôn. Người nào, những người dân nào mà làm lao động, làm gì có tiền mua được. Rồi rốt cuộc cũng là tập đoàn của nó thâu tóm. Sau đó mọc lên những cái công trình này nọ. Những công trình đó được đấu thầu thì bên Tàu Cộng. Đó. Tức là có đất rồi, nằm trong tay rồi, thì tập đoàn chia chác với nhau, trong đó có những thằng tỷ phú đại gia bất động sản đó. Rồi bắt đầu để cho Tàu Cộng vô đấu thầu những công trình, để cho thằng Tàu Cộng đưa quân một cách hợp pháp đi vào đất nước chúng ta. Tức là sao? Nó trá hình dưới cái nhãn mác của những thằng công nhân làm cái công trình đó. Một cái công trình có khi kéo dài 10 năm, 20 năm, hoặc là nó cho thuê đất 99 năm. Thì thử hỏi ông bà các anh chị các em, có phải nước mắt không? Đất nước này đã bị bán không? Cái lũ bán nước hại dân là đúng không? Có gì sai không?
những người dân ở trong chính người dân của mình mà không có tiền để mua đất của mình ở. Mà các bạn có mua đi nữa, bạn cũng chỉ có quyền sử dụng mà thôi, chứ bạn không có quyền sở hữu. Vậy thì thử hỏi một câu hỏi Chen đã nói hồi thứ năm, Chen lặp lại bữa nay nữa. Có phải chính các bạn, tất cả đồng bào chúng ta là đang lưu vong trên chính quê hương của mình hay không? Chứ không phải là chúng tôi. Hôm thứ năm Chen có nói rồi, các bạn chửi tôi là lưu vong, nhưng tôi đang có nhà, có cửa, có tài sản, và đó là quyền sở hữu của tôi. Không một người nào có quyền vào cướp cả. Không có một người nào mà có quyền đi giữa đêm khuya 2-3 giờ sáng để vào giải phóng mặt bằng cái gì của tôi cả. Nói cho các bạn biết như vậy. Còn các bạn sống trong một cái đất nước, các bạn còng lưng để nuôi một cái lũ cướp này, nhưng mà sau đó rồi nó lại tuyên bố một điều rằng toàn dân không có quyền sở hữu cái gì cả, tức là quyền sở hữu thuộc về cái băng đảng của nó. Vậy thì ai là lưu vong? Ai mới là lưu vong? Các anh chị các em, sống trong một cái đất nước mà mình không có quyền gì cả, mình không có quyền trên chính quê hương của mình, thì mình đừng bao giờ chửi người khác là không có quê hương. Các bạn đừng bao giờ nói nữa. Các bạn sẽ mang tội. Mang tội với ai? Mang tội với Hồng Thiên Sông Núi này. Mang tội với những người đã chết để bảo vệ cái non sông gấm dốc này. Tại vì các bạn sống trên quê hương của các bạn không có một cái quyền gì cả. Cái quyền nói cũng không được nói. Tức là sao? Có mắt như mù, có miệng như còng, có tai như điếc. Mà các anh chị kèm, sống như vậy mà còn ngồi tự hào cái gì? Mà chửi người khác là lưu vong. Ai mới là lưu vong? Cái đợt dịch bệnh, ông bà các anh chị kèm, người dân hả, tứ xứ đi về quê, còn bị cấm về nữa chứ. Thấy không? Làm hàng rào kẽm gai cấm dân nữa. Người dân phải đi bộ hàng cây số, ẩm bồng con thơ như vậy. Cái cảnh đó là cảnh lưu vong đó. Nó y chang như cảnh chạy giặc cách đây 47 năm trước. Y chang như vậy. Mà đồng bào mình tới giờ này vẫn sống như vậy. Chưa bao giờ được cái chữ là bình yên, hay là cái chữ ấm no và hạnh phúc, làm gì mà có. Nhưng mà ngày nào cũng phải đọc độc lập, tự do và hạnh phúc. Có phải láo không? Toàn bộ là láo. Chen nói, ở trong cái xứ cộng sản độc tài, tất cả đều là láo. Cho nên đừng có mong nó sửa chữa, cũng không được cho nó cơ hội sửa chữa. Ông bà các anh chị các em, nó đã phá nát hết rồi. Cái chế độ này nó phải đền tội với rất 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 nhiều người, với cả cái mảnh đất hình chữ S này. Đừng có cho nó cơ hội để sửa chữa hay đổi màu. Bất cứ một kẻ nào á mà tiếp tay với cái nghị quyết số 36 đó đều phải liệt kê vào là tội đồ của dân tộc này. Cho nó thẳng vậy ông bà các anh chị các em. Đừng có mở miệng ra là đạo đức giả. Tại sao mà không chịu tha thứ đi? Tại sao mà không chịu mà quên quá khứ đi? Quên cái gì? Nhìn cái hiện tại đi. Thấy không? Quyền con người còn không có nữa. Quên cái gì? Ông bà các anh chị và các em, Chen đâu có sống ở thời chiến đâu. Thấy không? Cho nên nói cái chữ hận thù là Chen không có. Làm sao mà gọi chữ hận thù được? Chỉ có những người mà phải chết, phải bị cướp đất, cướp nhà đó mới hiểu được hận là thù như thế nào. Còn như Chen là thế hệ sau này, Chen chỉ là không cam lòng. Không cam lòng để mà nhìn cái đồng bào của chúng ta sống càng ngày càng tàn lụi như vậy. Nó đã phá nát hết rồi, mà còn một khối kẻ còn tiếp tục bưng bồ. Mà không sao đâu, Chen tin lắm. Tin, rất tin đồng bào các anh chị em. Cái ngày phán xét nó sẽ đến còn rất gần thôi. Rất gần thôi. Cho nên á, bây giờ mà bạn còn chưa chọn con đường cho bạn, một là bạn theo chánh hay là theo tà, thì xin lỗi bạn, không ai cứu được bạn đâu. Và Chen nói thẳng như vậy, ai ghét, ai chửi thì cứ việc chửi. Đó, của bác anh chị kèm. Rồi sao? Vòng vòng Chen tóm lại nè, cướp chính quyền. Cướp chính quyền thì cướp tài sản. Thấy không? Bắt đầu sao nữa? Bắt đầu đưa dân vào tất cả mô hình hợp tác xã. Phải không? Vòng vòng của nó, cái mô hình của nó là như vậy. Rồi bắt đầu sao? Cải cách ruộng đất. Triệt tiêu những người tri thức. Chiếm ruộng, chiếm đất, sau đó sở hữu tài sản đó. Rồi bắt đầu bán buôn lại, chia chác lại cho dân. Tức là dân phải đi thuê. Muốn thì phải đi thuê lại mảnh đất của chính mình dưới cái tay của đảng Cộng sản. Tự động cái nó hợp thức quá, nó làm chủ rồi. Rồi dân mình phải thuê lại của nó để sống. Đó, giống như vậy đó. Thì thử hỏi quê hương làm gì có. Rồi sau đó làm gì? Bắt đầu ngồi câu kết với nhau, ngồi túm rụm với nhau làm gì? Sửa đổi hiến pháp, sửa đổi luật. Mỗi năm đều đổi luật này luật kia để làm gì? Để có lợi cho băng đảng của tụi nó, để hợp thức quá tất cả những hành động cướp của tụi nó. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc rồi đồng bào chúng ta cũng là nạn nhân luôn. Tại vì nó sửa đổi hiến pháp,
nó thay đổi luật lệ cũng không đem lại sự công bằng cho con người. Nó đi chính, nó chỉ đem lại cái gì, cái lợi ích cho băng đảng của nó mà thôi. Đồng bào mình có nhìn thấy hay không? Tại vì sao các bạn thấy? Các bạn thấy, bạn đi thấy hai người phạm tội đi vô tòa xử, chỉ cần đút lót cho cái thằng chánh án thì tự nhiên cái thằng mà bị tội thì lại trắng án. Một cái người vô tội lương thiện thì thành có tội. Thì ai là người chịu cái đó? Các bạn chứ ai? Các anh chị và các em cũng là người dân mình chứ ai? Đó. Rồi bây giờ sao? Nó đã công khai, nó nói rằng nhà nước của nó, cái nhà nước xã hội chủ nghĩa của nó và băng đảng của nó là sở hữu tất cả những cái tài sản của quốc gia. Tại vì sao vậy? Cái gì cũng của dân, do dân và vì dân, nhưng mà nhà nước quản lý. Đó. Cho nên mới có cái video nãy cho anh vừa đưa. Tức là sao? Nó có quyền bất cứ lúc nào nó vô, nó quy chụp, nó chụp mũ bạn, nó cưỡng chế bạn để nó cướp, là quyền của nó. Tại vì sao vậy? Tại đó là của nó. Trong đầu, trong óc của nó nghĩ rằng cái nhà đó là của nó, chứ không phải là của các bạn. Cho nên nó muốn cướp lúc nào nó cướp. Có một cái chế độ nào mà ông bà các anh chị thấy nè, chị nói cái này cho các bạn trẻ dễ hiểu. Bất cứ một hành động nào mà rình rình mò mò, đúng không? Gọi chung là rình mò. Bất cứ một hành động nào mà giữa đêm khuya, người ta đang ngủ, cái giờ người ta đang ngủ, 2-3 giờ sáng mà kéo cả một cái đoàn quân xuống vậy để đi cướp, cái chế độ đó là gì? Hành động đó là của ai? Một cái người quân tử chính trực có làm được những hành động đó hay không? Dù trên nói trên ở Mỹ này, trên đi làm giấy tờ, người ta làm giờ hành chánh hay là cái quán ăn thôi, một cái quán ăn bình thường của người Mỹ thôi, họ để rằng tôi mở cửa từ 9 giờ tới 5 giờ chiều. Bạn sẽ thấy rằng dù cho 4 giờ 59 phút người ta cũng không đóng cửa nữa các bạn. Phải đúng 5 giờ người ta mới đóng. Và giờ nào làm việc là giờ nào làm việc. Người ta làm việc xong rồi, bạn phải đợi ngày khác. Bạn có ngồi bạn năn nỉ, bạn đút lót cái gì cũng không bao giờ được. Con người người ta sống ở con xứ người ta, cái gì ra cái đó, chứ không phải là cái xứ Đông Lào của các bạn. Ví dụ cho nói, thích thì đóng, thấy không? Không thích thì mở. Muốn làm gì đó làm. Tại vì tao là vua mà. Cô bác anh chị và các em, tự nhiên á 2-3 giờ sáng giờ đó ai làm việc mà đi kéo cả một đoàn quân đi cướp đất cướp nhà của dân? Thì thử hỏi đó là chế độ gì? Nó là chế độ cướp. Chỉ có những kẻ ăn trộm ăn cướp mới đi rình mò vào đêm khuya. Còn nếu mà cái gì chính trực chính đại mà dân mà nó rõ ràng đó, thấy không, thì không cần phải đi lò mò giữa đêm khuya như vậy. Ông bà các anh chị các em nhìn cái hành động là biết cái lũ nó là cái thứ gì rồi, chứ đừng có ngồi đó mà một khối kẻ bưng bô. Cho nên rất là tội nghiệp cho cái lũ bưng bô đó. Tại vì sao vậy? Dân trí quá thấp mới đi bưng bô cái lũ khỉ rừng bắt bó này, chứ còn nếu mà dân trí mà cao một chút xíu đó thì nhìn ra được liền. Thật là đáng tiếc cho những kẻ đó, ông bà các anh chị và các em. Cho nên bây giờ sao? Đừng có nói rằng tại sao đi cướp đất của tôi. Bác Lú, bác Trọng ơi, làm ơn giúp tôi lấy lại đất. Ai lấy lại cho bạn? Băng đảng của nó từ trên xuống dưới, nó đã to đập với nhau, nó là băng đảng cướp rồi, thì bạn còn đi xin ai? Ai sẽ binh vực bạn? Cho nên á, của anh chị các em có nhiều người hồi trước cũng vậy. Tôi nè, tôi quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba nè. Bây giờ này tôi phải đi lang thang, đi lấy lại căn nhà của tôi. Tôi bây giờ 70 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, nó còn chưa trả lại căn nhà cho tôi nữa. Ai sẽ trả lại cho ông? Thấy không? Bây giờ ông có hối hận cũng muộn rồi. Tại vì ông đã quên rằng ông đi giúp đỡ cho một băng đảng cướp, để giờ này nó quay lại nó cướp nhà của ông. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì đâu có gì là của dân đâu, ông bà các anh chị và các em. Tất cả đều thuộc về của nó mà, thuộc quyền sở hữu của nó. Người dân chỉ là những người mướn để mà làm gì? Sử dụng thôi. Bạn được quyền sử dụng để làm gì? Để tạo ra của cải vật chất, tạo ra tiền để nuôi cái lũ mà nó đang sở hữu đó. Chỉ vậy thôi. Có anh chị các em vậy chứ mở miệng ra nhân quyền, thấy không? Nhân quyền, tự do, dân chủ. Chen cũng nói luôn cái này, Chen cũng nói thẳng luôn á, ông bà các anh chị và các em. Thật sự ra Chen nói tới cái lũ mà tù nhân lương tâm và lương tháng á. Tại vì nói tới nhân quyền là chúng ta phải nhớ tới cái lũ tù nhân lương tháng này. Tại vì Chen nói cái chữ tù nhân lương tâm đó, đó, thật sự ra nghe mắc cười lắm ông bà các anh chị các em, nếu chúng ta chịu ngồi phân tích. Tại vì chúng ta nghe quen rồi, tưởng nó quen tai đúng không? Nhưng mà đối với Chen tới giờ cũng không có quen tai được đâu.
Tại sao mà tù nhân lương tâm là cái gì? Rồi sau đó kéo theo một cái lũ tù nhân lương tháng là cái gì ha? Thấy không? Giờ cho anh nhắc lại chút xíu thôi. Cái này là những cô chú bác ở trên Facebook, họ có cái nhận định của họ và trên chia sẻ cho đồng bào nghe. Các anh chị ai cũng biết cái bà nắm đúng không? Thấy không? Cái bà nắm độc đó, những cô chú bác gọi như vậy. Vào cái lúc mà đi biểu tình cái biển Hoàng Sa và Trường Sa đó, thấy không? Ngày nào á, cô ta cũng siêng năng lắm, cầm cái bảng phản đối này, phản đối nọ. Đó. Rồi nhiều người đổ xô vào, ôi chị Nắm ơi, chị dũng cảm quá. Chị còn có hai con nhỏ, có mẹ già nữa mà chị dầm mưa giải nắng, chị đứng chị biểu tình như vậy, thương quá. Rồi cả một cái cộng đồng bên hải ngoại viết thư thỉnh nguyện thư, viết thỉnh nguyện thư ký tên vào để mà chi vậy, để mà giúp đỡ cho Nắm độc. Rồi sao mấy đứa con nhỏ và mẹ già, thấy không? Có anh chị kem. Rồi giờ cho anh nói cho nghe, cũng từ bắt đầu từ đó mới có cái từ tù nhân lương tháng bắt đầu ra rồi nè. Nhưng mà chúng ta phải coi cái gốc chứ đừng có coi cái ngọn. Chúng ta phải phân tích cái từ tù nhân lương tâm trước, cho nó thẳng vào mặt của cái tên Phạm Minh Chính này, về nhân chủ và nhân quyền. Cô bác anh chị các em, cộng sản á, nó tại sao mà chúng ta hay gọi nó gian manh, gian xảo và điếm đàn là chỗ này. Thí dụ như bây giờ nó muốn nhân vật đó, tao cho mày có quyền đi biểu tình, tức là theo lệnh của nó. Chứ các anh chị nghĩ để các anh chị đi biểu tình được không? Có ai có quyền đi biểu tình, xuống cái đường biểu tình không? Làm gì có. Phải được nó cho phép mới được biểu tình hàng ngày. Nên nhớ điều đó. Đừng bao giờ quên. Đừng bao giờ quên là các bạn không có một cái quyền gì cả trong đất nước hình chữ S này. Nhưng mà lại có một số thành phần được chỉ đạo. Mày, tao giao nhiệm vụ cho mày là mỗi ngày mày phải cầm cái bảng đó đi biểu tình để chi vậy? Để cho đánh động dân chúng trước, tức là người dân sẽ ủng hộ mày trước, rồi kéo theo cả một khối người bên hải ngoại ủng hộ mày trước, rồi sau đó tao sẽ bắt mày vô để mày mang cái nhãn mác tù nhân lương tâm. Cho nên bắt đầu từ đó xuất hiện cái từ tù nhân lương tâm, ông bà các anh chị các em. Nhưng mà bây rồi, nhưng mà tại sao nó từ tù nhân lương tâm mà nó chuyển qua cái thứ tù nhân lương tháng một cách một nốt nhạc như vậy? Là tại vì nó giả, là tại vì nó đóng kịch theo chỉ thị của đảng cộng sản. Cho nên bây giờ nhiều người phải sáng mắt ra những cái điều đó. Cho nên nội một chỗ đó thôi, là chúng ta có thể viết thư gửi lên cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Rõ ràng là cái thứ đóng kịch láo xạo. Tại vì khi mà nó ra được bên Mỹ này rồi, nó chẳng có đấu tranh nhân quyền, dân chủ gì cho cộng đồng người Việt hay là trong đất nước Việt Nam cả. Nó còn quay ngược trở lại, nó chống Tổng thống Donald Trump, mà Tổng thống Donald Trump là chống Tàu Cộng. Của anh chị và các em. Cho nên bây giờ chúng ta hãy dẹp bỏ những cái từ tù nhân lương tâm và lương tháng đi, tại vì nó không thích hợp. Cái điều đó, từ những cái từ ngữ đó, nó làm cho cộng đồng nó xáo trộn lên. Và con người không ai còn tin ai được nữa, cũng từ những cái từ này. Tức là từ đâu mà ra? Từ cái chỉ thị của băng đảng cộng sản ra. Cho nên chúng ta nói rằng cái thứ nó lúc nào cũng dùng chiêu trò mưu hèn kế bẩn là chỗ đó. Cũng giống như bây giờ, một cái thằng thầy chùa mà sư quốc danh được chỉ thị đi ra bên Mỹ này, rồi tiền của Việt Cộng đổ xô qua bên Mỹ để cất một cái chùa lên. Thì khi một cái chùa đẹp mọc lên á, thì sẽ có Phật tử, ông bà các anh chị em. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái thằng thầy chùa làm chủ trì đó, nó được chỉ thị của đảng cộng sản đi qua bên nước ngoài này để làm gì? Để đánh phá cộng đồng, để đem cái tịnh tài á, ở trong chùa nó gọi là tịnh tài, tức là đem tiền mà người ta đi cúng chùa đem ngược về để nuôi đảng cộng sản. Tức là khi mà nó qua bên Mỹ này, nó làm theo chỉ thị của đảng cộng sản. Cho nên đồng bào, cho anh nói, chúng ta phải tới lúc phải sáng mắt ra rồi. Đừng tiếp tay để nuôi cái băng đảng này bằng bất cứ một cái phương tiện nào nữa. Cho anh nói thẳng như vậy. Rồi sao? Cho anh quay lại với con mụ nấm, ông bà các anh chị và các em. Có một cái điều này, khi mà mọi người mà phát giác ra thì nó đã quá muộn rồi. Và rất nhiều anh chị em ở hải ngoại này đã ký cái thỉnh nguyện thư đó để cho mụ nắm đi qua bên Mỹ này. Nhưng mà sau đó rồi sao? Một cái điều rất là lạ lùng vậy. Những cô chú bác gửi email cho Trang nói, ủa, đấu tranh cái gì? Mày đấu tranh cái gì mà ngày nào mày cũng cầm cái tờ bạc, mày cầm cái bảng mà đi biểu tình? Rồi ai ở nhà lo cho hai đứa con của mày? Mày yêu nước tới vậy sao? Mày yêu đồng bào này tới vậy sao? Rồi tại sao mày đi đấu tranh nhân quyền, dân chủ? Mà tại sao mày có
hai đứa con, hai người cha của nó là hai cái thằng an ninh Việt Cộng của anh chị và các em. Thấy không? Chứ không sống trong nước Cộng sản, nhưng cũng nhờ những cô chú bác ở trong nước Cộng sản chàng mới biết được sự thật của con mụ nấm này. Hai đứa con đó, hai cái người cha đó là hai thằng an ninh Việt Cộng. Vậy tại sao kỳ vậy? Tại sao lạ vậy? Thấy không? Cô bác, anh chị, các em. Rồi lúc đó đó, những cô chú bác mới lên tiếng, mới nói rằng vạch mặt cái con mụ nấm này. Thì nhiều người bắt đầu súng lại, chửi, gạch, ném gạch đá vào những người đó. Tại vì sao vậy? Tại vì chiêu trò Cộng sản đã thành công. Tức là lúc nào nó cũng lựa một cái nhân vật nó thế thân. Thấy không? Nó đem cái nhân vật ra làm con chốt thí rồi, để đánh đồng cả cái cộng đồng. Cho nên khi mà ai mà đụng tới cái nhân vật đó, nó được tôn sùng rồi đó, thì bắt đầu bị ném gạch đá. Là đúng theo chiêu trò của Cộng sản muốn luôn đó, cô bác, anh chị và các em. Cho nó thẳng như vậy. Tức là toàn là mưu hèn và kế bẩn không à. Tức là không có một cái gì mà nó dùng mà quang minh chính đại cả. Ngay cả một khoái đoàn của nó, nó ngồi trong một cái phòng đó, thấy không? Những gì nó nói nó xì xào với nhau là cũng đủ chứng tỏ nó là cái thứ không quang minh chính đại rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì trước mặt người ta nó khác. Trước mặt của người ta nó nói ngọt, nó vuốt, nó cười nhếch mép, nó tỏ vẻ như nó thân thiện với người ta lắm. Nhưng vừa sau lưng thôi, thấy không, là nó chửi mẹ nó liền. Ông bà, các anh chị và các em, Cộng sản là vậy đó. Cộng sản là như vậy. Không có một cái gì mà có thể tin được khi còn chế độ Cộng sản này. Chị nói một câu phải đau lòng rằng, tức là sống trong một chế độ Cộng sản không phải là đồng bào chúng ta không còn là người, không còn người tốt. Có nhiều. Chen biết và Chen cảm nhận được những cô chú bác anh chị em và những các bạn trẻ nữa. Các bạn đầy lòng nhiệt quyết và là người có đạo đức lương tâm. Kính thưa quý vị khán thính giả của Phố Bình Sa TV, qua nhận định của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại London với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, rằng ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Andrew xin có một vài câu hỏi cũng như là nhận xét sau. Thứ nhất, cái câu hỏi của Andrew đó là mục đích của việc đối thoại này là gì? Có phải chăng nó là một cái kế hoạch và một cái chương trình cụ thể đưa ra từ chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh về vấn đề đối thoại là con đường ngoại giao tốt đẹp để hướng đến một tương lai cho đất nước Việt Nam? Và thứ hai là cách thức đối thoại như thế nào? Đó là qua cái chương trình tổ chức đối thoại trực tuyến hoặc là gặp mặt cụ thể và do nhà nước Việt Nam tổ chức hoặc là do các đại sứ Việt Nam tổ chức ở Mỹ như trong trường hợp của tôi, cũng như là các nước khác trên thế giới và các tòa đại sứ Việt Nam tổ chức hay như thế nào. Và cái thứ ba đó là thời gian và địa điểm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp sự tổ chức này và chúng ta có sự cởi mở để thảo luận đúng như tinh thần của Thánh Kinh đã dạy. Thánh Kinh dạy cho chúng ta trong sách Gia Cơ nói như sau: ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em, người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến sự khôn ngoan. Nhưng nếu anh chị em có sự ganh tị cay đắng và tranh hơn kém trong lòng, thì chớ khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan đến từ thiên thượng, nhưng là sự khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. Vì ở đâu có ganh tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy sự thương xót và đầy trái tốt, không thiên vị và không đạo đức giả. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình đã gieo hạt giống hòa bình và sẽ gặt được sự công chính. Đó là lời của Thiên Chúa. Chúng tôi rất là vui khi thấy được những tiến bộ nhất định của Việt Nam trong thế kỷ thứ 21, mặc dầu trên bản báo cáo của Nhân quyền Thế giới thì có xác định như sau: hồ sơ nhân quyền của Việt Nam rất tồi tệ về mọi mặt. Đảng Cộng sản duy trì độc quyền chính trị, không cho phép bất cứ thách thức nào đe dọa sự lãnh đạo của đảng. Các quyền cơ bản của con người bao gồm tự do ngôn luận, chính kiến, báo chí, việc lập hội và tôn giáo đều bị hạn chế. Các nhà hoạt động vì quyền con người, các blogger bị sách nhiễu, đe dọa hành hung và tù giam. Nông dân tiếp tục mất đất cho các dự án phát triển mà không được đền bù thỏa đáng. Công nhân không được phép thành lập
công đoàn độc lập, công an sử dụng tra tấn và đánh đập để ép nhận tội, hệ thống tư pháp, hình sự thiếu tính độc lập, các trung tâm cai nghiện của nhà nước bóc lột trại viên, buộc họ lao động tạo ra sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Bất chấp những điều đó, ngày càng có nhiều nhà hoạt động và blogger công khai lên tiếng đòi các quyền tự do và dân chủ. Đó là lời tuyên bố trên website của Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Và gần đây nhất, trong một tờ báo thì cũng có phản ánh và nói rằng ngày 29 tháng 10, tờ báo Human Rights đã viết rằng là tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới phát biểu rằng chính phủ Nhật Bản cần lập tức hủy bỏ các kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho Bộ Công an Việt Nam, vì đây là bộ vốn phải chịu trách nhiệm về nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng từ nay. Như vậy thì Bộ Công an là đối tượng chủ chốt vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đó là một trong những cái điều quan tâm mà Andrew, từ góc nhìn Andrew Lê của chương trình Football Center TV, chúng tôi thấy là sự phản ánh của dư luận cũng như là dân chúng khắp nơi trên thế giới tại Việt Nam. Rất mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để đối thoại và hướng đến một giải pháp mang tính dân tộc, mang tính truyền thống cũng như là mang tính con người và nhân đạo, giúp cho Việt Nam của chúng ta ngày càng hòa nhập với thế giới một cách văn minh, lịch sự cũng như là đầy dạy tính nhân văn. Mục tiêu đưa ra mà ông Thủ tướng Việt Nam nói rằng Việt Nam hướng đến việc đủ ăn đủ mặc cho Việt Nam, cho ổn định chính trị và cho tương lai, thì đó phải chăng là mục đích cuối cùng của nhân quyền Việt Nam hay không? Bởi vì chỉ đủ ăn đủ mặc thì không thể gọi là nhân quyền được, nhưng mà trên cái sự đủ ăn đủ mặc thì còn có cái sự tự do phát triển suy nghĩ, tự do thờ phượng, tự do tín ngưỡng, tự do được ngôn luận, tự do báo chí và được tự do phát biểu suy nghĩ của mình. Và tất nhiên trên hết mọi sự đó, tôi cũng có một câu hỏi nữa, đó là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể hy sinh đảng của mình để cho sự ấm no, dân chủ, hạnh phúc, hay là Đảng không thể hy sinh sự hiện hữu của mình vì bất cứ điều gì khác? Liệu nhân quyền Việt Nam đòi hỏi cái sự đa đảng thì đó có phải là một sự hy sinh của Đảng để có thể nâng cao nhân quyền tại Việt Nam hay không? Vâng, và đó là những cái nhận định, suy nghĩ mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý chính phủ, để rồi tất cả chúng ta đều có thể hội luận và hướng đến một con đường tương lai đầy rạng rỡ cho một dân tộc hào cường Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Tôi cũng không ngạc nhiên gì về cái lời tuyên bố của ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính. Và ông cũng lặp lại như cung vẹt, có bao nhiêu lãnh tụ Cộng sản từ bao nhiêu đời đại cũng nói giống như ông vậy. Và lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng đối thoại, lúc nào chúng tôi cũng có thể ngồi hòa hợp, hòa giải với đồng bào dân tộc, vân vân và vân vân. Thì thật sự mà nói thì đã Cộng sản thì không có nhân quyền được. Đã Cộng sản thì không có tự do dân chủ được. Nó cũng như có nước thì không có lửa, mà có lửa thì không có nước. Về đó vấn đề đặt ra, khi mà một lãnh tụ Cộng sản nói thì chỉ mà nói thôi, chỉ trên ngôn ngữ nói cho lấy lệ thôi, nó cũng giống như con vẹt con sáo nói thôi. Và trong quá khứ Cộng sản đã nói nhiều lần, và cái mà gây ấn tượng tôi nhất là ngay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Đảng Cộng sản đã từng trả lời trước mặt bà Oprah, như anh Andrew Lee nhớ không, bà kỳ mà làm Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Kiều Bình Tinh đó, khi bà về Việt Nam và khi bà nói là Việt Nam không có nhân quyền thì Cộng sản đã tạt lấy nước vào mặt bà. Ủa, bà nói cho kỳ vậy, nhân quyền mẫu nước mẫu cách, cho nên bây giờ Mỹ là nhân quyền theo Mỹ, chúng tôi có nhân quyền theo đó Việt Nam chúng tôi. Thì cái chuyện đó là chuyện của tôi, bà không thể mà xía vào cái chuyện mà nội bộ của đất nước Việt Nam được. Thì khi tuyên bố với bà ngoại giao Mỹ, ngoại trưởng như vậy mà Cộng sản nói như vậy, thì tôi hỏi anh cầu cái gì để em nói được. Do đó vấn đề đặt ra, cũng như cách đây khoảng 10 năm gì đó, ông Vũ Hoàng Lâm Phố Bô Sa cũng phản vấn tôi khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam được vào cái ủy ban làm chủ tịch ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc này đó, thì tôi có trả lời
thì Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong Liên Hiệp Quốc mà ai bỏ phiếu, Bắc Hàn bỏ phiếu, Trung Cộng bỏ phiếu, này những cái nước Cuba bỏ phiếu và những nước là vi phạm trầm trọng nhất về nhân quyền thế giới thì bây giờ có giá trị gì đâu. Do đó tất cả chỉ là sáo ngữ, tất cả như màu mè thôi. Trở lại vấn đề ông Phạm Minh Chính hôm nay ông tuyên bố như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là màu mè thôi, tại vì đã cộng sản thì không có nhân quyền. Do đó chúng ta không có một lý do nào để tin tưởng rằng cái điều ông nói là nó có khả thi được. Tại vì cộng sản nếu mà có nhân quyền á thì làm sao bắt bớ biết bao nhiêu người đấu tranh trong nước, đặc biệt như một sư Nguyễn Công Chính, một người nhà tu hành mà cách án 11 năm. Tôi hỏi một người không có vũ khí trong tay, không có súng đạn này nọ, không khủng bố, mà tôi đưa một điển hình rất là rõ ràng. Còn những nhà đấu tranh dân chủ, dân quyền Việt Nam, quý vị biết là như cha linh mục Nguyễn Văn Lý bỏ tù, ổng tới ổng điên khùng luôn, bao nhiêu tù nhân tại Việt Nam mà cộng sản Việt Nam nói là Việt Nam không có tù nhân quyền, không có tù lương tâm, chỉ có tù chính trị về hình sự thôi. Thì tôi nghĩ những điều và tuyên bố như vậy rõ ràng nó không có thực tế. Vả lại, tôi là người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, nhưng tôi không đòi hỏi yêu cầu về cộng sản Việt Nam hết. Tại vì mình yêu cầu cộng sản Việt Nam hay mình nói với nó thì cũng như nói với đầu gối thôi, không có giá trị gì hết, không có ảnh hưởng gì hết. Tại cộng sản làm sao nó nghe chúng ta được, nó là đã cộng sản rồi mà nghe cộng đồng đòi hỏi phải có nhân quyền thì nó coi như mình muốn giả thể nó rồi, và nó muốn khư nó nắm chức cộng sản Việt Nam, nó muốn giữ quyền lực. Mà tôi tranh đấu là tranh đấu với thế giới và chính phủ Hoa Kỳ để mà họ dùng áp lực đó, họ có những cái leverage, có những cái coi như mình gọi là gì ha, có những cái leverage là những cái đồng bãi mà hay này nọ đó, để mà họ áp lực cộng sản Việt Nam. Chứ còn tôi không bao giờ tôi nói yêu cầu cộng sản Việt Nam có nhân quyền. Nhưng cộng sản mà mình yêu cầu không có, không thể mình đi chống nó một cái chế độ độc tài cộng sản mình yêu cầu hết. Do đó chỉ mình cái lật đổ nó hay giải thể đó thôi. Nhưng tôi như anh giới thiệu, tôi là người mình những người mà tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, yes đúng, nhưng tôi tranh đấu với thế giới và Hoa Kỳ, và tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi đạo đạt đó, tôi đòi hỏi với chính phủ Hoa Kỳ, tạo chính phủ Hoa Kỳ cũng phải lắng nghe tiếng nói của người dân, người Mỹ gốc Việt chúng tôi. Do đó tôi tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền với Hoa Kỳ, với thế giới, để mà áp lực cộng sản. Nên cái chất còn đấu cộng sản thì không có cái xin xỏ hay yêu cầu. Trở lại ông Phạm Minh Chính, bây giờ ông nói rất là mơ hồ, mà khi mà ông nói như anh vừa đầu nói là Việt Nam chỉ mong cho dân có cơm ăn áo mặc này nọ, tôi nghĩ rằng con người nó còn nhiều thứ nữa, con chó, con mèo, con trâu, con bò nó cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng đâu phải như vậy, là anh đồng hóa với con người có vậy là có nhân quyền. Nhân quyền còn đi đôi vấn đề tự do thì nhân quyền, nhiều quyền của người nữa. Chứ còn anh nghĩ cho anh cho nó ăn đủ ăn như vậy là anh nghĩ như vậy là tôi nghĩ cộng sản nó tuyên bố vừa cao nhiều cao mà buồn cười lắm. Thì bây giờ trong lúc này thì cộng sản Việt Nam đang bối rối về nhiều vấn đề. Do đó bây giờ đưa lại vấn đề nhân quyền ra thì tôi thấy nó đấu cộng sản Việt Nam, chữ nhân quyền nó chỉ là đầu môi chút lưỡi và nó không có giá trị, thưa anh. Thưa anh, vâng, cảm ơn anh Ngô Kỷ. Như vậy thì cái vấn đề mà ông Thủ tướng Việt Nam đưa ra cái câu lời mời kêu gọi đối thoại này ngay tại London, điều đó có ý nghĩa gì? Và ngay tại hội nghị COP26, có nghĩa là hội nghị về khí hậu của thế giới, và cái câu hỏi đặt ra cho ông về vấn đề nhân quyền, như vậy thì theo anh, ông không phải phát biểu ngay tại văn phòng của ông là tại phủ thủ tướng ở Hà Nội, mà lại là tại London, là thủ tướng là thủ phủ của tự do ngoại giao và là một cái đất nước phải nói là hào hùng về vấn đề tự do dân chủ, thì anh nghĩ như thế nào ạ? Vâng, thì trở lại cộng sản nó làm nhiều trái cẩn ngỗng mâu thuẫn lắm. Nên anh coi cái bài diễn văn của Nguyễn Xuân Phúc khi ông lên Liên Hiệp Quốc đó, Trần Giang Đại ông nói từ Phú Hãn ông Vancouver rồi
anh Loan cầu cào. Mà khi ông nói anh phải hình như tôi nghĩ tôi coi cái phần đó hình như còn có 5 người cầu ghé. Quý vị có một ông chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam giống như tổng thống quốc trưởng mà nó có 5 người khách ngồi trong một đại hội hội đồng Liên Hiệp Quốc như vậy đó, người ta họ có tôn trọng lắng nghe tiếng nói của những nhà lãnh đạo Việt Nam không? Thì ông Phạm Minh Chính chỉ là thủ tướng thôi, thì bây giờ ông nói qua Anh, ông nói ngay qua ông qua Mỹ, ông nói này nọ thì cũng đào mâu chút lưỡi nói cho có nói thôi, và thế giới cũng biết rõ Việt Nam như thế nào rồi. Bằng chứng họ thất bại trong vấn đề Covid, anh thấy không, cả thế giới đang có vaccine này nọ đã kiểm soát được Covid thì Việt Nam vẫn còn lẳng quẳng đâu cuối bảng thế giới. Thì bây giờ ông cứ đây mà nói là người dân Việt Nam có thể mang áo mặc đủ là có gì có nhân quyền rồi, thì tôi nghĩ một cái chế độ và ca là gì đó cái gì mà thông minh gì đó trí tuệ gì đó mà cái gì đó đỉnh cao trí tuệ thì bây giờ mà để ngồi mà phê bình cộng sản thì thật tình dư cả thế giới biết rồi. Do đó đối với cộng sản thì khi họ vào Liên Hợp Quốc, khi vào WTO hay vào giả tỏa vặn hay nào băng giao này nọ, họ ký kết giám mát, ký kết chúng tôi tôn trọng nhân quyền, hiến chương nhân quyền đủ thứ, họ phải để thỏa đáp lại cái những cái điều kiện để mà vào được những cơ chế như vậy. Nhưng rồi đến khi mà họ vi phạm nhân quyền thì thế giới hỏi thì họ chúng tôi có định nghĩa nhân quyền riêng. Cho đó chính vì vậy mà khi họ nói như vậy thì tôi nghĩ rằng họ bá trời bá đất như vậy thì một đất nước mà không gọi là lục rùm đó thì bây giờ chúng ta nói gì nữa. Do đó vấn đề đặt ra tôi không có khuyến khích đồng bào kêu gọi cộng sản và tôn trọng nhân quyền, tại vì nó là thằng cướp thì phải giết người cướp của, chứ bây giờ yêu cầu tôn trọng nhân quyền thì làm sao có thằng cướp. Thì vấn đề đặt ra cái đời chúng ta áp lực thế giới của Hoa Kỳ để mà bắt buộc cộng sản phải tôn trọng nhân quyền thì được, nhưng yêu cầu hành năng nỉ cả cộng sản tôn trọng nhân quyền thì cái điều đó là cái điều không tưởng và không có thực tế, thưa anh. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Ngô Kỷ. Anh có thể phát biểu một vài câu tiếng Anh cho tổ chức nhân quyền thế giới về tình hình Việt Nam được không ạ? Tôi nghĩ là cả thế giới đều đã nói đến rồi, và tôi nghĩ rằng các câu mà ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đơn giản: Don't listen what the communists say, but watch what they're doing. Tôi nghĩ đã đủ rồi. Chứ không bây giờ chúng ta nói mà bây giờ bằng chứng là quý vị thấy mỗi năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã làm ra những cái bản báo cáo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền rất là nhiều. Anh biết anh theo vào Google hay Bộ Ngoại giao đó, anh coi có bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tòa đại sứ này nọ, nhưng mỗi năm anh coi tới bao nhiêu sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Tại vì khi họ lên tiếng là một chuyện, nhưng rồi vì quyền lợi Hoa Kỳ, vì vấn đề chính sách ngoại giao, vì thế này thế nọ, do đó nó cũng đi vào quên lãng thôi. Do đó cộng đồng Việt Nam phải đứng bằng cái chân người Việt Nam, chúng ta tranh đấu nhân quyền tự do cho nhân dân Việt Nam, chúng ta phải tạo nên sức mạnh, và khi chúng ta có sức mạnh thì chúng ta mới đòi hỏi bằng cách là chúng ta dùng cái sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để áp lực chính phủ Hoa Kỳ phải nghe tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt Hoa Kỳ thôi. Vâng, cảm ơn anh Ngô Kỷ. Một câu hỏi nữa được một người đưa ra, đó là ông Phạm Minh Chính trước đây từng là người đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Công an, và đối với thế giới về nhân quyền, Bộ Công an Việt Nam là nơi đã là đối tượng vi phạm nhân quyền trắng trợn và nguy hiểm nhất trên thế giới. Như vậy thì theo anh, ông Phạm Minh Chính giờ đây kêu gọi đối thoại nhân quyền, có thể gọi là đối thoại nhân quyền theo phiên bản của Phạm Minh Chính, thì nó có là một cái phải là sự kêu gọi chính đáng hay không? Và thứ hai, nếu có thể được, ai sẽ là trọng tài nghiêm minh nhất để làm trọng tài trong buộc hội đàm hoặc là thảo luận này? Đúng, câu hỏi rất đúng. Mà bây giờ trước khi mà ông ta ra ngoại quốc kêu gọi đối thoại nhân quyền thì ông hãy đối thoại nhân quyền với nhân dân Việt Nam trước.
ông phải thả tù những người dân mà đang bị tù đài hay là này giam cầm bao nhiêu tới giờ. Ví dụ chị Nga hay này nọ, anh Quỳnh Quý Thức gì đó hay này nọ đã khá nhiều lắm. Tại vì tôi không có phải bây giờ tôi đương đầu Việt Giang hải ngoại nhiều quá, đương đầu bạc Kim Bi Hồ, bây giờ tà đổ hoặc cái đó. Bây giờ vấn đề nhân quyền ở trong nước người khác họ lo rồi. Tuy nhiên tôi cũng có theo dõi, thì đặc biệt bây giờ muốn người mà có tư cách và thẩm quyền hay là có kinh nghiệm để nói nhân quyền Việt Nam có vi phạm hay không, và là ông Phạm Minh Chính nói có đáng để chúng ta lưu tâm hay không, thì tôi nghĩ rằng có một số người còn sống đó, ví dụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý hoặc là Mục Sư Cưỡng Văn Chính đang ở North Carolina, cái gia đình Lê Đình Kình, ông Kình chết rồi mà. À, gia đình đó, vâng, cảm ơn anh. Vâng, thì đó, thì những người đó đâu nhiều lắm. Thì cái đề tôi nói là những người thực tế, mà ví dụ Mục Sư Nguyễn Chính ở tù 11 năm, một mục sư, và mục sư Andrew Lê cũng là mục sư, cũng hiểu rồi. Mục sư thì đi rao giảng lời Chúa và đem tình thương đến mọi người, mà bị án tù 11 năm và ở tù đâu 5-6 năm thì 2017 mới được qua Mỹ. Thì những người đó có tư cách nói về Cộng sản Việt Nam vì phạm nhân quyền như thế nào. Còn chúng tôi thì chỉ qua tài liệu này nọ thì hay tiếp xúc với những vị đó thôi, chứ chúng tôi không phải là nạn nhân trực tiếp. Tuy nhiên đối với Cộng sản thì tôi nói là có Cộng sản thì không có nhân quyền, có nhân quyền thì không có Cộng sản. Do đó thì trở lại như hồi nãy tôi nói đó, bây giờ Cộng sản có nói gì rằng nữa thì các câu mà tôi nghĩ rằng bất hủ mà của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản đang làm. Thì bây giờ thế giới cũng đang, và tôi đã tuyên bố trước một đại hội đảng Cộng hòa, hay các đài ABC, CBS, tôi cũng đã tuyên bố công khai trên đài truyền hình Mỹ. Và tôi nghĩ cái lời tuyên bố mà tôi lặp lại của cố Tổng thống Nguyễn Thiệu, nó đánh thức nhiều người chính trị gia Mỹ và nhân dân Mỹ, thế giới thấy là Cộng sản là vậy đó. Và người ta thấy rằng lời tuyên bố của cố Tổng thống Nguyễn Thiệu là chính xác, là cần thiết, thưa anh. Khi ông Thủ tướng, ông ấy nói chuyện thì dĩ nhiên là ông ấy nhìn theo cái chiều hướng của ông ấy và ông ấy nói. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng ông ấy nói rằng là cái vấn đề mà nhân quyền chỉ cần là có cơm no, có áo mặc, thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là nó không có hẳn phải là như thế. Bởi vì con người ta sống không phải là chỉ có cơm bánh, gạo để mà sống, mà con người ta sống nó cũng cần phải có được cái sự tự do, được cái sự thoải mái nữa. Ngoài cái chuyện cơm ăn áo mặc ra thì nó, con người nó cũng phải sống được thoải mái để mà sống như một con người, chứ không phải là sống như một con vật là nuôi ăn no ở trong một cái cũi, một cái chuồng, thì cái chuyện đó nó là quá tầm thường. Thế cái vấn đề mà ông Thủ tướng ông nói như vậy thì chúng ta phải biết rằng là người dân sống thì phải có cái quyền suy xét và cái quyền nhận định và cái quyền phát biểu những cái quyền của mình, không có cái chuyện mà gọi là nói năng, gọi là chửi chế độ một cách quá đáng. Chúng tôi không đòi hỏi những cái chuyện như thế, chúng tôi nghĩ là người dân không cần thiết như thế. Nhưng mà những cái gì nó cần phải có một cái sự công bằng cho người dân được bình đẳng và đều được có quyền. Thế thì quý vị biết rằng là ở tất cả các cái quốc gia tự do thì người ta có cái quyền ăn, quyền nói và người ta có quyền phê bình chính phủ, tất cả mọi người. Thế nhưng mà ở trong nước của chúng ta thì dĩ nhiên là không. Nghĩa là chỉ phê bình một cái ông xã trưởng, một cái ông công an xã thôi là cũng bỏ mẹ với nó đánh là thấy mẹ rồi. Thành ra cái chuyện đó là cái vấn đề mà chúng ta nói đến nhân quyền mà theo cái kiểu nhân quyền xã hội chủ nghĩa như của ông Thủ tướng ông nói, thì tôi nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện gọi là nhân quyền ở trong một cái sở thú thôi, chứ còn không phải là nhân quyền của một cái quốc gia. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay đã coi như là được chung phần với thế giới để mà đóng góp nhiều cái vấn đề, cũng như là được đưa ra nhiều những cái nhận định và đóng góp với thế giới, thì chúng ta phải sống làm sao để cho có một cái sự văn minh như mọi người. Bởi vì ví dụ chúng tôi thấy rằng chúng tôi nói thì dĩ nhiên là những anh em ở trong nước, những dư luận viên hoặc là một số những người hay lên thì chê trách chúng tôi là thế này thế khác, là những người chống chế độ. Không phải, chúng tôi không cần chống chế độ, bởi vì chúng tôi chống chế độ làm gì, chúng tôi sống ở hải ngoại mà, chúng tôi có cái quyền ăn, quyền nói.
Và cái điều đó chúng tôi không phải là chúng tôi hướng vào trong nước để chửi cái chế độ đó, nhưng mà cái chuyện đó là người dân ở trong nước người ta nhận định và người ta nói về cái chế độ đó. Thế thì cái điều đó chúng ta thấy, ví dụ như một nhà toán học của Nguyễn Bảo Châu đi ra ngoài này, nhìn được cái tự do của thế giới tự do, và anh ấy cũng có những cái phát biểu về những cái vấn đề về trong nước. Nhà nước có chịu không? Đâu chịu. Thì cái điều đó, quý vị đừng có chửi tôi, quý vị đừng có nghĩ rằng tôi là cái người chống chế độ, mà quý vị phải nhìn rằng khi bất cứ ai được sống ở cái xứ tự do đều đưa lên những cái nhận định mà quý vị ở trong nước thì có một vài người. Nói chuyện từ 50 năm là một nửa thế kỷ mà nhà nước gọi là Đảng Cộng sản toàn quyền cầm cân nảy mực cho người dân đi cái định hướng của Đảng, nhưng mà đem lại cho người dân, đem lại cho đất nước được cái gì? Thì đó là cái điều mà chúng tôi thấy rằng là ông Thủ tướng Nguyễn Minh Chính, ông nói là ông có thể tranh luận với bất cứ ai, ông nói chuyện với bất cứ ai về vấn đề nhân quyền. Thì thưa ông, nhân quyền là như thế. Nhân quyền là người dân ở trong nước ít ra được ăn, được mặc và phải được có cái quyền, có cái đầu óc suy nghĩ và phát biểu những cái gì là những cái đúng, những cái thật đối với cái đời sống của người dân ở đó nữa. Chứ không phải là chỉ có ăn mặc. Ăn mặc không thì nó giống như là chúng ta nuôi những con súc vật thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn đóng góp ý kiến về vấn đề đó với ông Phạm Minh Chính. Nếu ông muốn nói chuyện với chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi ở hải ngoại này, ông ra ngoài này, ông đi tới đi lui tùm lum. Tôi thì chưa về trong nước, tôi cũng đi tới đi lui ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng mà về trong nước thì tôi chưa về. Tôi không muốn về là bởi vì tôi về là tôi bị sự kiểm soát, bị sự kìm kẹp, bị sự đe dọa của các ông, thì tôi về để làm gì? Đó là cái vấn đề. Còn nếu ông ra ngoài này, ông muốn gặp chúng tôi bất cứ lúc nào, nói chuyện, chúng tôi sẵn sàng. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Thật sống mà đập vào gáy đâu đập. Chứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Số mày không không chết nhưng mà mày đập đúng đấy, đập đúng vào cái đó mãi đập bao lúc nào cũng không chết lại lòng nó rồi. Chạy rồi không đập kia ai đập mãi không chết đấy, nhát đòn chí mạng đấy, nhát nữa ui trời đấy bác. Lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Đây sao? Chọc. Dao củ thế. Đây cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đi vào. Dao củ thì sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông chặt đi xong lên đấy nới dần chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Dao đánh cái cành nhỏ. Nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, hứng nữa rồi nó ra ngoài. Có chi tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa rồi ra đấy. Nhiều, chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở.
No.